Em nghi lắm. Giờ em mới biết là Giả là người làm cho Út Hiền bị rắn cắn á. Vậy là họ biết nhau từ trước khi biết anh rồi. Thiệt sao? Em nói thiệt hả? Trời, em nói thiệt chứ bộ. Mới hồi chiều nè, thằng Giả còn được theo hả, tặng quà con Út nữa. Em nghi lắm. Rõ ràng là ổng đi theo mình là có mục đích mà. Thiệt vậy sao? Vậy là bây giờ ngày nào còn hai cũng xuống bè cá chơi hả? Dạ, ngày nào cũng xuống bè chơi. Mà cậu hai đi mình hay đi với ông chủ vậy? Dạ, một mình. Thường là ban trưa, không có nói chuyện với ai ngoài Hai Khang hết. Sau đó lên bờ, tụ tập ăn uống ở trển. Hai Khang là ai vậy? Dạ, làm ở dưới bè, làm việc siêng lắm. Nó có đám bạn gì đó hay tới kiếm chơi, nên cậu hai muốn làm quen. Đó, má thấy chưa, con đoán như thần vậy đó. Ờ, được rồi, chú về đi. Ờ, không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Má, chuyện vậy á, mà má tính im re thiệt hả? Qua bển, kêu anh hai mày qua đây cho tao biểu. Má kêu con hả má? Ngồi xuống, cho má hỏi chuyện một chút. Dạ. Mấy bữa nay ở nhà con làm cái gì? Đợt này sao má không thấy con chú ý bài vở như hồi trước? Cái chuyện má vừa mới hỏi con, ba cũng hỏi rồi. Tại vì nghỉ hè xong, con lên trường con đi theo tàu luôn. Thực tập mấy tháng con mới về lận. Đợt này con học lý thuyết,
cho nên bà giờ cũng ít lắm á. Vậy con rảnh quá ha. Ừ. Hèn chi, anh hai đâu có thèm dẫn em đi chơi như hồi trước. Có bạn bè vui quá nên đâu có để ý tới em gái này nữa. Chỗ anh hai đang nói chuyện với má, đừng có xen vô được không? Ừ. Nó nói đúng. Con la nó cái gì? Có phải lúc này con hay đi xuống bè cá, tụ tập chơi bời với đám nhân công ở dưới không? Tại vì ba đó, ba muốn con xuống bè tham quan cho biết quá trình nuôi cá. Ba nói dù gì đó cũng là sự sản của gia đình mình. Ba nói con không được lơ là. Má đâu có nói chuyện đó. Má hỏi con nè, có phải con tụ tập chơi bời với mấy đứa nhân công làm việc ở dưới đó không? Má, sao má nói gì kỳ vậy má? Thời buổi này đâu phải là thời kỳ phong kiến đâu mà má còn phân biệt chủ với tớ nữa. Con đừng có dạy đời má. Thời buổi nào cũng vậy thôi. Chủ là chủ, tớ là tớ, không có nhập nhằng chung chạ. Nhưng mà con cũng phải ra ngoài có bạn có bè chứ. Lúc nào cũng ru rú nhà hoài đâu có được má. Bạn bè thì thiếu gì, má đã dặn con, về nhà thì rủ bạn tới đây chơi. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà không tiếp đón bạn con được chứ. Trời ơi, bạn bè con đứa nào nó cũng có quê hết. Nghỉ hè tụi nó cũng lo về quê rồi, hơi đâu mà rảnh xuống đây chơi với con. Nếu vậy á, con tìm một cái chuyện gì bổ ích chơi vui trong mấy tháng hè đi. Đừng qua lại với mấy đám nhân công đó nữa. Má không có thích chút nào hết á. Má, con má... Ê, Tám Tám. Chị Tám, vô tôi nói này nè chị. Tám, Tám ngồi đi. Dữ không? Bữa nay gì có chuyện muốn nói với tôi. Chắc lát nữa mưa luồn quá. Chị á, dù gì cũng là dì của nó. Chị ở dưới bè cá cả ngày, chắc chắn là chị biết mấy cái chuyện này. Sao chị không cản nó? Chuyện gì? Thằng Đông á, la cà giao du với mấy đứa ở dưới bè cá. Chị đừng nói với tôi là chị không có biết nha. Tôi biết đó rồi sao? Chị biết mà chị để nó làm vậy hả? Chị còn một ruột với cái đám ở dưới đó. Tôi không biết thì không nói đi, nhưng mà thằng Đông là cháu của chị mà, chị phải giữ thể diện cho nó chứ. Mắc gì tôi cạn. Cái thứ làm sai chừng dần ra đó, tôi còn không thèm nói. Nói chi nó làm đúng, tôi lại cạn. Chị má, má coi bà chửi xéo con kìa. Ê, không có hổn với gì nghe chưa? Đánh bây giờ. Má, cái chuyện đó là chuyện của con làm. Chị Tám có lỗi gì đâu mà sao má la gì như vậy? Chị là gì phải biết ngó chừng cháu của mình chứ. Còn con nữa, má cấm con từ đây trở đi không được xuống bè cá nữa, biết không? Má, không nói nhiều nữa. Con mà còn dám bước chân giao du với cái tụi dưới đó, coi chừng má đó. Đúng là cái tật có đánh chết cũng không chờ nữa. Thiệt tình. Thơm quá à, mày khéo thiệt luôn á Điển. Mấy cái món này mới ngửi thôi mà đã thấy thèm rồi nè. Tao kho từ sáng sớm đó, món ngon độc quyền của tao mà. Lúc này á, bà ngoại bệnh hoài, anh hai ảnh ăn uống qua loa quá à. Cho nên là tao nấu thêm gì cho ảnh ăn ngon miệng chút.
như hồi nào giờ vậy á mới vui, phải không Út? Em làm mắm kho nè, ngon lắm, anh ăn cho ngon ha. Wow, cảm ơn em. Tô này á ăn chắc cũng mấy ngày à. Cái gì mà dữ vậy? Anh cứ ăn đi. Nếu anh thích á thì hả em sẽ nấu tiếp cho anh ăn. Quá wow, thơm thiệt có điểm. Rau nè anh, có kèo nèo, cộng súng, dưa leo nữa nè. Cảm ơn em nha. Đâu có gì đâu. Anh định đi đâu vậy? Anh tính ra bè cá nữa phải không? Anh đi đâu là chuyện của anh, hỏi làm gì, lanh chanh quá. Má nói á, anh đi đâu á má phải biết. Anh định cãi lời má hả? Má giờ nên má nói vậy thôi. Đợi từ từ, anh nói chuyện với má, em đừng có xía cho chuyện của anh là được. Em mét má đó, em không cho anh đi. Sao anh lại hạ thấp mình chơi với mấy người đó chứ? Nè, mấy người đó là mấy người nào? Em thử nhớ lại đi. Hồi năm ngoái á, em ham chơi leo xuống sườn nhỏ, suýt chết chìm giữa sông rồi. Ai cứu em thoát khỏi tay Hà Bá? Bộ không phải mấy chú làm với bè à sao? Bây giờ còn kêu người ta là họ này họ nọ, người đó này người đó nọ. Lúc đó họ cứu em tại vì em là con ông chủ, ơn nghĩa gì. Như à, em bây giờ quá hư rồi. Hồi nhỏ em đâu có như vậy đâu. Anh lên Sài Gòn học, không có ai ở nhà chăm sóc kìm kẹp em, bây giờ em ra nông nỗi này đó hả? Ý con nói á là ba má ở nhà không biết dạy con Như, nên con Như mới ra vậy phải không? Má, má, anh hai á, anh đòi đi ra ngoài, con cản ảnh, ảnh còn la con nữa. Thôi, im đi. Má, con chỉ giao lưu bạn bè ít ngày cho vui, rồi con lên Sài Gòn học, chứ con có làm gì bậy bạ đâu mà má phải lo. Má đã dặn con từ lâu rồi, tuyệt đối không giao du với những người không cùng giai phải lứa với mình. Con phải biết con là ai, đừng để người ta đổ đầu mình. Má, con chỉ biết một điều, con với họ đều là con người, con không có lý do gì để phải xa lánh họ hết. Đó đó, thấy chưa? Mới có qua lại với cái đám đó vài bữa à, rồi về đây trả treo với cha mẹ. Con thấy má với con Như vô lý quá. Má muốn nghĩ sao tùy má, con đi đây. Con không thể ở lì trong căn nhà này nữa, con xin lỗi má. Cái thằng này, mày thấy không? Nó dám cãi lời má đó. Má, má, má yên tâm đi, má đừng có lo. Để con đi theo anh hai con rình cho. Để con coi coi anh hai giao du la cà với cái đám nào mà dám cãi lời má như vậy chứ. Ở ngoài này không có gì vui. Trời thì nắng, người thì chắc chán dữ lắm. Ở trong túi em về mà mát mẻ, yên lành phải không anh?
Ủa chị Tám. Ừ. Sao không vô nhà nằm nghỉ, trưa trời trưa trật ngồi ngoài này chi cho nắng vậy? Tại trong lòng tôi lạnh quá, ngồi ngoài này hưởng chút nắng cho ấm lòng. Ôi trời. Trời ơi, chị nói như nhà thơ miệt vườn không bằng vậy. Ấm đâu không thấy. Trời ơi oi, kiểu này dễ bệnh chết đi à. Vô nhà đi chị. Tôi thả bầy gà ngoài này nó hôi lắm, mát mẻ gì đâu. À. Dương nè. À. Cái gì? À, không có gì. Tôi dòm Dượng, tôi nhớ tới hồi xưa. Mà thôi, Dượng vô đi. Kệ tôi, đừng có để ý. Tụi em về đây, tối tụi em qua thăm ngoại. Anh thích gì nữa tụi em đem qua cho. Thôi khỏi, anh ăn cơm ngoại nấu được rồi. Thôi em đừng có lo, mai cậu Đông lại tới chơi hả? Em có lo gì đâu anh. Thôi em về, chiều nay em còn chở máy đi giao bánh nữa. Trời ơi, tưởng cuối buổi không gặp rồi mà giờ cũng gặp nữa, thiệt tình. Xin lỗi nha, tại vì hôm nay ở nhà có chuyện cho nên. Ủa mà hai cô định về giờ luôn hả? Cậu Đông à, nếu ngày mai ngày kia ngày kìa cậu bận không tới cũng được, không có sao. Điểm. Bây giờ tôi phải quay lại bè. Cậu cơm nước gì chưa? Dạ tôi chưa có đói. Anh đừng có lo, tôi tới đây là để cho mọi người biết là tôi tới không được là có lý do. Vậy ngày mai anh ra sớm nha. Hôm nay Điển kho mắm ngon lắm. Anh hai mời mấy người trên bè ăn hết trơn rồi, tiếc là anh không được ăn. Ai kho cho ổng ăn mà tự nhiên mời Điển? Thôi mà mày làm gì kỳ lắm. Điện Điện nó thích giỡn lắm. Vậy thôi tụi em về nha. Em chạy xe về cẩn thận nha, mai gặp lại ha. Dạ. Bắt tại trận rồi nha. Thì ra là mấy người. Nhớ. Em làm gì vậy? À, tao nhớ mày rồi. Mày là cái con nhỏ xô tao ở trường hôm trước phải không? Hôm nay tới dụ dỗ anh tao hả? Chuyện gì vậy? Cô đó là ai vậy? Không có gì đâu, chó điên sủa bậy á mà. Điển, thứ vô học, mày nói gì vậy? Định gù anh tao để lợi dụng chứ gì? Con chó điên này là nhà anh nuôi hả? Đem về xích lại giùm đi. Điển, gì mà sủa ôm sờm mất trật tự quá à. Đại cô à, em gái tôi hơi nóng, nhưng mà cô cũng đừng có nặng lời quá. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Anh nhìn cô ta coi, có thể từ từ được không? Để rồi mày coi, dám đụng tới tao. Anh hai, con nhỏ này á, bữa trước nó đánh em ở trường á, anh dạy cho nó biết tay đi anh hai. Đi gì liền? Ai cứ tới đây làm lớn lên hả? Bộ không thấy người ta lớn tuổi hơn mình sao? Khi người ta là con nhỏ này con nhỏ kia. Vậy hai anh em nhà mấy người á muốn đóng tuồng á thì về nhà mà đóng. Ở đây không ai rảnh coi đâu. Mày hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Tao đuổi cổ hết mấy người dưới bè cho mày biết. Xin lỗi nha cô ba, tôi không phải là dân trên bè
mà cô thích đuổi là đuổi. Làm sao giờ? Thôi đi, tôi không giúp cô tỏ nguyện được rồi. Điện. Thôi, đừng có làm lớn chuyện. Dù gì anh hai cũng làm bè cá đó. Út, mình về đi. Để người ta muốn đóng tuồng gì thì đóng. Xin lỗi cô nha, chỉ là hiểu lầm thôi. Không hiểu lầm chuyện... gì? Có gì hiểu lầm? Thấy anh tao bảnh bao, có tiền, học giỏi, tính dụ dỗ hả? Út à, hôm nay tao mà nhịn là tao bỏ cơm cả tháng đó. Kể tao đi. Nói gì hả? Nói gì con nghe đây mà hả? Anh thu em ra. Bây giờ anh không bài học mới được. Thôi mà vô đây hả? Con làm mướn. Ôi, đi về, đi. Cho mày ra, ngay ra. Nhưng mà lỗi cô nha. Bỏ qua cho mày đâu chứ. Buông em ra. Con, dậy đi mà. Dậy đi con. Thôi mà con. Để rồi má sẽ tính vụ này cho. Nín đi, ra ngoài ăn cơm đi con. Đừng khóc nữa. Khóc khóc cái gì? Cũng tại em hết. Tự nhiên chạy lại la lối ôm sồn. Người ta không đánh em là còn nhẹ đó. Em con bị vậy, con không nói tiếng nào an ủi nó. Mà cũng tại con hết á. Nếu nghe lời má, đừng có dính với cái đám đó thì đâu có chuyện gì. Như dậy, ra ăn cơm. Má nói rồi, ra ăn cơm đi mà. Nghe lời má đi con. Đi con. Dậy đi. Dạ mời chú. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị, xong hết dạ, rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn. Có thêm hai thang nữa. Dạ, dạ. Trộn lại dùm em đi chị. Xin lỗi. Có phải là anh Chính phải không? Đúng là Chính Bê rồi. Anh nhớ tôi không? Dạ, anh là... Tôi là Bãi Nèo nè. Cái hồi mà hai mươi mấy năm về trước á, tôi thì ở cái bên tiệm may cô Mộc Thúy á, cái chỗ mà cô Tư làm thợ may đó, nhớ không? Ồ, tôi nhớ rồi. Nhớ rồi phải không? Anh là anh Bảy phải không? À, đúng rồi. Lâm là anh khỏe không? Tôi khỏe. Mà má sắp nhỏ nó đau. Dạ. Tôi ghé mua thuốc. À, dạ. Còn anh mua thuốc cho ai vậy? Tôi đi mua thuốc cho tôi. À. Thuốc trị đau lưng thôi. Ừ. Chứ không có gì trầm trọng hết. Ồ, quá tốt rồi. Mà lóc rài của tôi khỏe không anh? Hai người có mấy đứa rồi? Tôi với cổ không có thành. Tôi với bà xã tôi có hai đứa. Ừ. Một trai một gái. Xin lỗi. Tại hồi đó thấy anh Chính thương cô Tư quá. Tôi đâu có chị hai người không có thành với nhau. Dạ. Dạ lâu quá rồi mà. Hai mươi mấy năm rồi. Tôi còn không biết giờ cổ ở đâu nữa. Thôi tôi phải mua thuốc. Nhà tôi ở ngoài chợ á, ngay xóm đình á. Anh Chính có rảnh là ghé tôi chơi, làm vài ly nói chuyện xưa chơi ha. Dạ rồi, chào anh nghe. Rồi rồi, dạ. rồi. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ ghé tôi thăm anh. Rồi rồi, dạ. Nhớ là anh Chính ghé nhà tôi chơi ha. Dạ. Cái to thuốc này nè chị. Dạ, đây nè chị. Chuyện gì không cậu? Sao tự nhiên gọi anh bằng cậu vậy? Trời đất ơi, thời buổi này mà còn kêu bằng cậu nữa.
Nhưng mà chỉ có hai người, gọi bằng anh nghe nó kỳ kỳ sao á. Trời, thế kỷ 21 rồi, giờ này mà còn kêu bằng cậu nữa, người ta tưởng là đang coi cải lương đó. Người ta cười mình chết đó. Nhưng mà cái chuyện xảy ra sáng hôm nay á, em sợ lắm đúng không? Nếu như mà gia đình anh không muốn á, thì sau này anh đừng ra tìm tụi em nữa. Mắc công trong nhà xào xáo thì lớn chuyện lắm. Em không muốn đâu. Không sao đâu. Anh thu xếp được mà. Chuyện đó rất là nhỏ. Nhưng mà lý do anh hẹn em ra đây á, không phải vì chuyện đó đâu. Vậy có chuyện khác sao? Cái quà anh tặng em không thích sao? Sao không thấy em xài? Dạ em thích, nhưng mà mắc tiền quá à. Em thấy không tiện. Nếu có dịp đi đám cưới á, em sẽ xài. Anh xin lỗi nha. Anh tặng quà mà không nghĩ tới cảm nhận của em. Sau này anh sẽ chọn những thứ phù hợp để em có thể xài hàng ngày. Em đừng có buồn anh nhớ. Dạ không cần đâu. Một món đó là đủ rồi. Tại em thấy tiếc nên không dám xài thường xuyên. Công nhận ngộ thiệt ha. Lớn lên ở xứ này với nhau hơn 20 năm rồi mà sao giờ anh mới biết em ta. Thiệt là tức ghê. Xứ này biết bao nhiêu người, đâu có ai biết ai hết đâu. Nhưng mà bây giờ anh đã biết rồi. Sau này tụi mình sẽ ở bên nhau, em có chịu không? Chịu không? Sao em không trả lời anh? Sao em không trả lời anh? Em không biết. Út, đứng lại, em phải biết chứ. Đứng lại. Em không biết đâu. Nè, em phải biết chứ. Hả? Em không biết thiệt mà. Đứng lại. Trời, anh hai, em có nhìn lộn không vậy? Sao anh kiếm em giờ này? Tự nhiên muốn gặp em cho nên anh tới. Anh làm em muốn đứng tim á. Anh muốn gặp em sao? Anh ngồi đi. Lúc này anh muốn gặp em hơn bất kỳ lúc nào hết. Có sao không vậy? Em rảnh mà. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Em tin trên đời này có tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh hả? Phải. Cái kiểu tình cảm mà mới gặp là yêu liền đó. Em tin không vậy? Có. Em nghe nhiều người nói cái vụ này nhiều lắm à. Mà sao anh lại hỏi em chuyện này? Nè, sao tự nhiên hỏi vụ đó rồi em ru luôn vậy? Thì tại anh muốn biết vậy mà. Chuyện liên quan đến tình yêu nên anh mới tìm tới đây hỏi em. Chứ nếu mà anh nói với ngoại, ngoại cũng đâu có biết ba cái vụ tình yêu sét đánh đâu, đúng không? Anh nói đúng. Mà anh cũng phải để cho em chuẩn bị, chứ nói bất ngờ quá
Em... Chuyện tình yêu mà làm sao chuẩn bị được hả em? Không phải vừa hồi nãy em cũng nói là có tình yêu sắc đánh trên đời hả? Thì... phải rồi. Hôm nay trời đẹp thiệt. Đúng là một đêm rất hợp để nói chuyện tình yêu. Cậu thấy cái lồng cá nào mà có dấu hiệu bị đốm đỏ? Dạ, lồng thứ ba ở dưới đuôi bè. Hôm qua con có kiểm tra, thấy cá bỏ ăn ra nhớt. Chắc phải gọi trạm thủy sản tới để kiểm tra một đợt cho bè thôi chú à. Vậy thì cậu tranh thủ xuống với trạm thủy sản á, mời người ta tới đây coi giùm. Dạ. Tôi lo vụ mua thức ăn cho cá mấy ngày nay cũng đuối quá. Bên công ty cung cấp thức ăn cho cá lại đòi tăng giá sao chú? Làm ăn bây giờ càng lúc càng khó. Mình giữ được bè cá là hay rồi. Chứ người ta bây giờ dẹp cũng nhiều lắm. Bán ra thì lời quá ít, mà vốn liếng bỏ ra thì nhiều quá trời. Ủa, bà xuống đây chi vậy? Thiệt tình à, có chuyện gì thì nói ở nhà. Tại sao phải theo tôi xuống chỗ làm ăn mà hạch hỏi? Giờ tôi không có quyền đi kiểm tra sổ sách tiền bạc của cải trong cái nhà này sao? Bao nhiêu tiền của thì để ở nhà hết. Ở trên bè này có cất giữ tiền đâu mà bà nói. Tiền của ở trong nhà thì cũng từ trong cái sổ sách này ra nè. Tôi phải kiểm tra coi có khớp không, thừa thiếu đồng nào để tôi còn biết. Thiếu cái gì mà thiếu? Tới tiền cà phê của tôi còn không có để uống, mà bà còn nghi ngờ này kia kia nọ nữa. Tôi sợ bà quá rồi nghe. Tôi cũng sợ ông lắm rồi. Làm vợ ông hơn 20 năm, không có năm nào tôi sống mà không phải phập phồng lo sợ vì cái thói trăng qua của ông chứ. Đó là do bà tự bà làm khổ bà. Tôi không có cái cách nào mà nói với bà được hết. Nè, còn mấy cuốn kìa, bà coi cho đã đi, rồi đừng có hạch quẹ nữa. Tôi sắp chết vì bà rồi. Má, bữa con kêu má hỏi chồng cho con ở dưới cầu quay, nhà bên đó nói sao mà má im gu vậy? Trời ơi, bà nói nhỏ giùm cái. Gì mà đi hỏi chồng cho con? Người ngoài nghe được là mất giá nghe chưa? Mất giá gì? Con muốn chồng thì nói con muốn chồng, ai cười thì con bẻ gãy 10 cái răng. Bây giờ con muốn biết là có hỏi chồng được cho con không? Má tính sao rồi mà cứ thấy em ngu hoài vậy? Cái đám đó thôi đi. Cái thằng đó mà mày cũng đòi cưới nữa. Nhà thì nghèo, dòm nó như con trâu nước vậy đó. Rể nhà này á cũng phải lựa người đẹp trai, trí thức để còn nở mặt nở mày, chứ không phải ai mà muốn nhào vô cũng được đâu con. Má, má dòm thử coi là con có thể lựa được ai không? Chứ con nói thiệt á, là cái khu này nhỏ tuổi hơn con, tụi nó lấy chồng đẻ con hết trơn rồi, giờ còn kêu ai rước nữa. Mệt quá à, con không biết đâu, má phải đi hỏi ảnh cho con. Yên tâm đi, ba má nhắm rồi. Ưng cái thằng trâu nước đó làm gì? Ba má chọn cho con một cái thằng vừa đẹp trai
vừa học giỏi, lại con nhà giàu, con chịu không? Hả? Thiệt hả má? Má nói ai vậy? Mà cái người đó có chịu con không? Mắc gì không chịu. Ở trên đời này không có cái gì mà qua được tiền hết. Dòm cái mớ của hồi môn mà ba má cho mày, nó mà không chịu mới là lạ đó. Má, vậy người đó là ai vậy má? Con của bạn ba mày ở trên Châu Đốc. Nhà có mấy bè cá ngon dữ lắm con. Tú có trên Châu Đốc lận hả má? Ừ, cái thằng này học ở trên Sài Gòn luôn nha. Nghe nó học hàng hải đó. Ba mày sắp xếp rồi, chắc cuối tuần này mời họ lên đây chơi một bữa. Chừng đó cho mày lên mặt. Thiên hạ ở đây lát con mắt luôn. Khỏi nói nhà này có con gái ế à. Trời má ơi, cái con, tôi thương má quá má ơi. Con này. Anh hai, anh hai. Ủa, cậu đâu? Anh hai, anh đi đâu ngày này vậy anh hai? À, tôi xuống trạm thủy sản kêu người ta lên coi cá bệnh. Mà cậu đi đâu vậy? Dạ không giấu gì anh hai, định ra chợ mua sắp giải, tính ghé bè nhờ anh đưa chú Hiền giùm. May quá gặp anh ở đây. Anh hai, anh cầm đưa cho cổ được không? Cậu cậu mua đồ cho Út Hiền hả? Dạ, đem xuống bè nhiều người để ý lắm, rồi người ta nó ra nó vô bất công. Anh hai, tôi cố tình chọn cái màu nhã nhặn á, chắc chắn là Hiền sẽ thích đó. Đây, anh hai đưa giùm tôi nha. Thì chắc là vậy rồi. Anh hai, cảm ơn anh nhiều nha. Nếu mà không có anh á, tôi không biết sao mà tôi kiếm ra được Hiền nữa. Ngày đầu tiên Cốt cô nhảy ra cứu tôi bị thương á, là tôi biết chắc chắn Cốt còn có duyên với tôi rồi. Duyên số do ông trời sắp đặt đó anh hai. Cậu học ở Sài Gòn, tân tiến vậy mà cũng tin vào chuyện duyên số nữa sao? Trời ơi, tin chứ. Hồi nào giờ á, tôi học ở Sài Gòn mà không có quyến luyến cô gái nào hết á. Vừa mới về quê là đụng liền một người là tôi biết chắc. Cô gái này đó là định mệnh của đời mình rồi đó anh hai. Anh thấy thần kỳ không? Y như là trong phim vậy đó anh hai. Giúp nghe anh hai, em đi nha. Chị Tám. Tôi đâu phải ma, sao chị thấy tôi chị đi luôn vậy? Có khi người còn đáng sợ hơn ma nữa chứ bộ. Mấy chục năm nay chị quán tôi cái gì mà chị coi tôi không khác người dưng vậy? Chị khoái móc hàm móc họng tôi. Chị coi tôi là gì hả chị Tám? Cái câu này hình như để tôi hỏi gì mới đúng. Tôi đã không thèm hỏi rồi, mà sao dì lại hỏi tôi chứ? Chuyện của 20 mấy năm trước, chị tính tới chừng nào chị mới cho tôi biết vậy? Dì muốn biết cái gì? Chị rõ hơn tôi mà, sao chị còn hỏi đố tôi nữa? Tôi già rồi, đầu óc loạn xạ hết trơn. Trong này chỉ toàn rượu thôi, không còn ngõ ngách nào cho chuyện cũ đâu. Dì đừng cố đầu bới chi cho mất công. Chị tính để tôi chết dần chết mòn khi nghĩ tới chuyện này tới chừng nào hả chị?